Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em và một cục đẩy với mức giá phải nói là cực kỳ rẻ, nhưng mà độ khuếch đại âm thanh của nó thì phải nói là cực kỳ tốt và không có gì để bàn cãi đâu nha mà. Và hiện tại Nhật đang ghép cục đẩy này với cùng một lúc là 4 loa và Nhật sẽ test luôn sức mạnh cục đẩy này cho anh em cùng xem. Tôi muốn nói lên trọn lời. Mức rất là nhỏ và đánh rất là được anh em ạ. Và hiện tại Nhật đang chơi với 4 loa cùng một lúc. Em thấy là bass xuống rất là sâu. Trường nắng cháy. Và cục đẩy này thì sẽ đến từ thương hiệu của Dam và tên model là A50 hai la mã. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của sản phẩm trước. Và thiết kế sản phẩm này phải nói là cực kỳ tối giản anh em ạ. Con này thì sẽ chỉ có hai cái nút chức năng cơ bản ngay tại mặt trước thôi anh em. Một nút và nút này là nút để điều chỉnh về ba lăng trái phải. Còn đây là một nút để điều chỉnh về âm lượng. Con này thì giống như là cục đẩy mà của Yosu AB70 mà Nhật cũng đã từng giới thiệu với anh em. Thì hai nút chức năng này thì cũng khá tương tự. Rồi mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Về mặt sau của sản phẩm thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 800 loa nha anh em. Và Nhật đang chơi với cùng một lúc và hệ thống là 4 loa 3 tấc. Đây Dam A50 hai la mã. Con này sẽ xài điện 100V và công suất là 155W. Và con này là hàng đúng chuẩn với Isepen nha anh em. Anh em nhìn phông chữ ở đây anh em thấy là tiếng Nhật hết anh em à. Đây số serial sản phẩm. Con này sẽ có cái cổng kết nối trực tiếp qua jack AV nha anh em. Và anh em chơi con này anh em khỏi cần phải lo là phải chơi qua jack 6 ly. Còn đây là quạt tản nhiệt của sản phẩm. Rồi mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở bên trong của sản phẩm. Và với cấu hình của sản phẩm thì công suất của nó là 155W. Thì có thể là rất là nhiều anh em sẽ nghĩ là nó chơi yếu, nhưng mà thực sự thì con này phải đánh là cực kỳ là tốt anh em à. Con này anh em sẽ thoải mái mà phối ghép với những cặp loa và tối thiểu là 4 loa 3 tấc thì chơi vẫn rất là ok và rất là dư dả nha anh em. Tại vì những sản phẩm mà Nhật giới thiệu cho anh em thì luôn đến hướng đến là một cái gọi là giá trị sử dụng anh em à. Ví dụ như là Nhật ghép, Nhật thấy chơi tốt thì Nhật mới giới thiệu cho anh em thôi, chứ Nhật không chưa giờ quan tâm mà nó chạy 100 con sò hay là công suất là 1000W mà nó đánh yếu thì cũng như không anh em à. Anh em nếu mà anh em muốn hướng đến một sản phẩm là có một sức mạnh thực sự để anh em có thể mà nghe nhạc hoặc hát karaoke hoặc là phối ghép với những âm ly mà nó yếu thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em. Và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em. Cái này thì có giá cực kỳ tốt, chỉ với 3.200.000 đồng. Và anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, hoặc anh em nếu mà muốn tư vấn thì anh em kết bạn Zalo nhắn tin cho Nhật, rồi Nhật sẽ phản hồi cho anh em trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Rồi bây giờ Nhật sẽ test luôn chất âm của Dam A50 hai la mã. Hiện tại thì Nhật đang ghép nối sản phẩm với cặp loa của Sansui, cặp loa 3 tấc và cặp loa này là của Pioneer CSA7. Cặp loa này là 2 tấc rưỡi và 3 đường tuyến. Rồi mời anh em. Anh chẳng
sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê, tìm tôi thật mơ nan nao. Núi cùng dãy lớn cùng đàn trâu, với cây đa không chúc hàng cầu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao lần vẫn chân anh nên trở thành hoàng phế dòng. Cực kỳ là rẻ, nhưng mà khả năng khuếch đại thì không còn gì để bàn cả nha. Mà một sản phẩm mà phải nói là cực kỳ là chất, đến từ hàng đồ đề của Nhật, RAM A50 2A mã. Rồi anh em thấy sao về sức mạnh của cục đẩy này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.